Nara là thủ đô đầu tiên của đất nước mặt trời mọc. Thành phố Nara không quá lớn mà rất nhỏ xinh yên bình và có cái duyên thầm riêng cũng là của kính. Đến Nara thì người ta không thể không đến với công viên Nara. Đó là một đồng cỏ rộng lớn và có khoảng 1.500 chú nai. Nai là loài động vật rất là linh thiêng đối với người Nhật. Chính vậy mà nai đấy rất thân thiện và ai cũng có thể giao lưu với chúng. Ok đấy. Một chú nai rất là già, rất là thân thiện. Tiếc là không có bánh quy. Nara là thành phố của những đền chùa. Đến Nara mọi người có thể tham quan rất nhiều kiến trúc mang phong cách của Phật giáo, thần giáo. Đây là ngôi chùa bằng gỗ lớn nhất thế giới, rộng tới 58 mét. Mẹ đẻ nào.